Em xin giới thiệu, đây là đồng hồ đeo tay size nam, đồng hồ thụy sĩ đến từ thương hiệu Etena. Đồng hồ second hand, hàng đã qua sử dụng, ngoại hình đẹp xuất sắc tầm 90-95%. Đồng hồ cơ, automatic, chạy tự động, 3 kim, 1 lịch. Lịch ngay vị trí 3 giờ, lịch xung quanh được bọc vàng. Ngay vị trí 12 giờ là logo và thương hiệu Etena. Ngay vị trí 6 giờ là hàng chữ Quizmax, bộ máy chuẩn xịn thụy sĩ cho các bác sử dụng. Cọc số nổi, thiết kế rất là đẹp. Mặt đồng hồ còn trải tia đẹp xuất sắc. Và đặc biệt, vỏ của đồng hồ được bọc vàng, độ dày là 20 mét rong. Ngay vị trí 6 giờ nó có khắc 20 mét rong trên cái vỏ của đồng hồ nha. Và bây giờ em sẽ quay cận cảnh chi tiết ngoại hình của vỏ đồng hồ cho các bác tham khảo. Mặt kính trên đồng hồ là mặt kính mo, rất là đẹp, rất là sang. Mình cùng xem dây của đồng hồ nha. Ngay chốt khóa của đồng hồ cũng có logo thương hiệu Etena. Nguyên bản, nguyên zin, hoạt động hoàn hảo. Vỏ của đồng hồ bọc vàng còn đẹp xuất sắc như vậy, chưa hao mòn theo năm tháng. Mặt kính trên đồng hồ là kính cong, hay còn gọi là kính mo. Và đây là mặt đáy của đồng hồ, đầy đủ thông tin và số series của đồng hồ. Em bao bộ máy chuẩn xịn thụy sĩ cho các bác sử dụng. Đồng hồ còn đẹp xuất sắc như vậy, rất xứng đáng để các bác mua về mình đeo, mình theo dõi giờ và mình sưu tầm.